Phân khu The Victoria chuẩn bị mở bán rồi, thì hôm nay hãy cùng Vượng Len để xem chính sách bán hàng của phân khu này thì có gì đặc biệt không. Đầu tiên là anh chị sẽ được hưởng chiết khấu ưu đãi là 3% đối với 500 căn đầu tiên mà chọn booking không hoàn lại. Còn đối với anh chị mà chọn booking mà có hoàn lại thì sẽ được hưởng chiết khấu là 2%. Tiếp theo là đối với những căn 3 phòng ngủ hoặc là 3 phòng ngủ cộng dành riêng cho những khách hàng cũ của MIK hoặc là đang là cư dân của khu đô thị Vinhome Smart City thì sẽ được hưởng chiết khấu ưu đãi lên đến 1%. Và nếu anh chị mà không nhận bảo lãnh ngân hàng thì mình sẽ được hưởng thêm chiết khấu là 0,8% nữa. Anh chị sẽ được miễn phí dịch vụ trong vòng 24 tháng, mốc chặn là 31 tháng 8 năm 2029. Tiến độ thanh toán vào thỏa thuận ký quỹ. Đợt 1 thì anh chị sẽ thanh toán là 100 triệu đối với tất cả các loại căn. Sau đó anh chị sẽ ký thỏa thuận ký quỹ. Đợt 2 là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận ký quỹ. Đó là đối với riêng cái căn studio là chúng ta sẽ thanh toán 150 triệu. Còn căn một phòng ngủ cộng là 300 triệu. Căn 2 phòng ngủ hoặc là 2 phòng ngủ cộng là chúng ta thanh toán là 450 triệu. Căn 3 phòng ngủ cũng như là 3 phòng ngủ cộng là 550 triệu. Và dự kiến là ký hợp đồng mua bán vào tháng 3 năm 2025. Như vậy là số tiền bỏ ra ban đầu chúng ta là không có quá nhiều. Rất là phù hợp đối với những anh chị nào mà tài chính mà tiền đang chưa về, hay là anh chị mua để ở cũng như là đầu tư. Về tiến độ thanh toán, đối với những anh chị nào mà chúng ta có tài chính sẵn và dòng tiền ta chưa về hết thì chúng ta có thể lựa chọn là hình thức thanh toán theo tiến độ với mức chiết khấu là 4%. Với hình thức này thì anh chị thanh toán thành nhiều đợt cho đến khi mà mình nhận nhà. Cụ thể là các đợt chúng ta sẽ cách nhau khoảng 3 tháng là chúng ta sẽ vào 5%. Riêng đợt 1 là ký hợp đồng mua bán là chúng ta sẽ vào nhiều nhất là 20%. Và đến khi nhận nhà là chúng ta sẽ vào là 25%. Đây là những thời điểm chúng ta sẽ phải vào tiền nhiều nhất. Với hình thức thanh toán này thì sẽ rất là phù hợp với những anh chị nào mua để ở cũng như là đầu tư mà dòng tiền chúng ta là đang chưa về hết. Tiếp theo cũng là hình thức thanh toán theo tiến độ, nhưng mà các đợt sẽ ít hơn, nhưng mà bù lại thì anh chị sẽ được hưởng chiết khấu lên đến 7%. Cụ thể là cứ cách khoảng tầm 3 tháng là anh chị sẽ vào 10%. Và cũng như là bên trên là riêng đợt 1 ký hợp đồng mua bán là chúng ta sẽ vào 20%, cũng như là lúc bàn giao nhà là chúng ta sẽ vào 25%. Đây là những đợt mà vào tiền nhiều nhất. Khi chúng ta mà nhận được thông báo bàn giao sổ, chúng ta sẽ vào tiếp là 5%. Tiếp theo là đối với những anh chị nào mà đang có sẵn tiền luôn một cục rồi, chúng ta có thể lựa chọn hình thức thanh toán sớm để được hưởng cái mức chiết khấu cao nhất là 12%. Và tất nhiên rồi, số đợt chúng ta thanh toán sẽ ít đi. Cụ thể là chúng ta ký hợp đồng mua bán là khoảng là tháng 3 năm 2025 chúng ta sẽ vào 20%. Tiếp theo là sau 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chúng ta sẽ vào tiếp 75%. Hiện tại thì đối với những anh chị nào mà đang có sẵn nguồn tài chính thì chúng ta có thể lựa chọn hình thức thanh toán sớm. Nhưng mà nếu mà anh chị mà đang có việc về mình phải cần dùng đến tài chính, ví dụ như là để kinh doanh hay là đầu tư chứng khác rồi đó, thì anh chị có thể lựa chọn thêm một hình thức nữa, đó là hình thức vay vốn ngân hàng. Ở đây chúng ta sẽ được vay hỗ trợ là 70% giá trị căn hộ và được ưu đãi 0% lãi suất cho tới ngày 30 tháng 6 năm 2027. Chúng ta chỉ cần vào tiền là 30%. Các đợt thanh toán thì sẽ là đợt đầu là ký hợp đồng mua bán là chúng ta phải vào 20%, và đến khi chúng ta nhận nhà chúng ta sẽ vào tiếp là 5%, và đến khi có thông báo nhận sổ chúng ta sẽ vào tiếp 5%. Như vậy là tổng cộng là chúng ta sẽ vào 30%. Và tất nhiên rồi, cái chỗ 20% này là chúng ta sẽ phải trừ đi cái số tiền mà chúng ta đã thanh toán ở cái đợt ký thỏa thuận ký quỹ. Nhìn chung thì chính sách thanh toán của dự án The Victoria khá là linh hoạt, đáp ứng được đủ các nhu cầu của khách hàng, từ việc là chúng ta tài chính đang không có nhiều lẫn cả chúng ta đang có sẵn tiền luôn, thì mức chiết khấu đấy cũng rất là cao. Thì anh chị có thể cân nhắc giữa việc là các kênh đầu tư khác, nếu mà các kênh đầu tư khác mà cái mức lợi nhuận mà không lớn hơn so với cái chiết khấu này, thì chúng ta nên chọn hình thức chiết khấu thanh toán sớm để được hưởng cái mức giá tốt nhất. Còn về khung giá min max thì hiện tại là chủ đầu tư cũng đưa ra cái mức giá min max đối với các loại căn cũng như là đối với các khoảng tầng. Chúng ta thì thấy những đơn giá những căn nhỏ thì đơn giá nó sẽ cao hơn so với những căn to, càng to thì đơn giá nó sẽ nhỏ lại.
thì bình quân là giá chưa bao gồm VAT sẽ là rơi là 73,5 triệu trên mét vuông. Nên là nếu mà cả VAT thì nó cũng khoảng tầm 80 triệu. Đây thì anh chị có thể nhìn thấy là giá thì đối với những căn là tầng trung giá sẽ là cao nhất, còn những căn là tầng thấp cũng như là căn là tầng cao thì giá sẽ mềm hơn. Để lựa chọn căn nào đẹp cũng như là tầng nào sẽ là đẹp nhất ở trong tòa thì chúng ta sẽ cần phải xem qua video phân tích về mặt bằng. Thì hôm nay là video chúng ta đã nói về khung giá cũng như là chính sách bán hàng, nên là anh chị cân nhắc về cái mức giá cũng như mức chiết khấu để chúng ta cân nhắc mua dự án này. Lưu ý là đối với những anh chị nào mà mua đầu tư lướt thì cần cẩn trọng, tại vì cái mức giá này thì là nó cũng tương đối cao, không phù hợp với việc là anh chị lướt, rất là rủi ro. Còn với những anh chị nào mà đầu tư dài hạn hoặc là mua để ở thì anh chị cần cân nhắc về cái yếu tố vị trí cũng như là các tiện ích ở trong phân khu này, cũng như là tiêu chuẩn bàn giao xem nó có phù hợp với tiêu chí của anh chị mua hàng hay không. Đó là toàn bộ thông tin mà hôm nay Vượng Len chia sẻ. Hy vọng là video sẽ hữu ích với anh chị. Anh chị nào mà cần tư vấn hay là giao dịch mua bán thì có thể liên hệ trực tiếp tới Vượng Len qua số hotline 0936 848 555. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video sau.